Ngày 6 tháng 4 năm 2023, Hội Hoa Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho bé Di ở Tân Hùng Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ 9 do nhà tài trợ bác Diên Sinh Hùng, Xì Tắc Phùng ở Canada tài trợ. Và tôi cũng xin thay mặt cho địa phương xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ. Và vì bé Huy học nên không có đến nhận thai được nên nhờ bà của cháu đến nhận thai. Cảm ơn nhà tài trợ.